Fan của Taylor Swift sướng rơn vì Messi. Động thái đặc biệt của Messi trên mạng xã hội đã đem lại niềm vui không tả cho các fan của nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift. Ca sĩ người Mỹ vừa phát hành album mới đáng chú ý mang tên The Tortured Poets Department. Đây là album phòng thu thứ 11 của Taylor Swift với tổng cộng 31 bài hát. Hầu hết các bài hát trong album mới của Taylor Swift đều mang nội dung chất chứa tự sự về những mối tình đã qua. Trong đó, các fan không khó nhận ra ca sĩ 34 tuổi gửi gắm nhiều nỗi buồn về cuộc tình với nam diễn viên Joe Alwyn. Đây là cuộc tình sâu đậm khiến Taylor Swift chịu nhiều tổn thương. Họ đã đường ai nấy đi vào tháng 4 năm 2023 sau 6 năm gắn bó. Album mới của Taylor Swift kể lại cuộc tình buồn với nam diễn viên Joe Alwyn. Các fan của nữ hoàng nhạc pop còn phát hiện ra một chi tiết bất ngờ liên quan đến Messi. Cầu thủ người Argentina đã hủy theo dõi Joe Alwyn trên Instagram. Động thái này của Messi làm các fan của Taylor Swift vô cùng thích thú. Messi là một Swiftie chính hiệu. Anh ấy đã bỏ theo dõi Joe Alwyn trên Instagram. Một người hâm mộ cho biết, Messi muôn năm, Messi luôn đứng về phía Swift, Messi đồng cảm với chuyện tình buồn của cô ấy. Là những bình luận đáng chú ý khác. Messi đã bỏ theo dõi Joe Alwyn trên Instagram. Tuy nhiên, có vẻ như Messi đã bỏ theo dõi nam diễn viên người Anh không phải vì album mới của Taylor Swift có nội dung tố Joe Alwyn bạc tình. Thực tế là cách đây một năm, vào tháng 4 năm 2023, một người dùng Twitter từng tiết lộ, sau khi Taylor Swift chia tay Joe Alwyn, Messi đã hủy theo dõi nam diễn viên này trên Instagram. Dù bỏ theo dõi sớm hay muộn thì có thể thấy Messi cũng là một fan của Taylor Swift và luôn đứng về phía nữ hoàng nhạc pop. Từ khi khoác áo Inter Miami, Messi nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của công chúng Mỹ. Ngôi sao người Argentina cũng thường được đem ra so sánh với Taylor Swift vì tầm ảnh hưởng bao trùm của họ trong các lĩnh vực thể thao và giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.